Chào mừng anh chị em thành viên nhóm Canada cần gì nói đến với chương trình livestream. Tính theo giờ Việt Nam thì hơi tối một chút xíu. Bây giờ là 10 giờ 35 phút tối ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn, vẫn đang còn mùng. Và hôm nay là tối thứ bảy. Cho nên là một số anh chị em chắc cũng đang còn thưởng thức những ngày nghỉ Tết. Canada thì đây là một cái ngày cuối tuần bình thường như tất cả các ngày cuối tuần khác. Tôi dự định livestream lúc 10 giờ nhưng mà vì hồi nãy có livestream ở trên Facebook cá nhân cập nhật tình hình xung quanh sau cái đợt tuyết hiếm hoi của mùa đông 2024 tại tỉnh Ontario, cho nên livestream trên nhóm trễ một chút xíu, các anh chị thông cảm. Thì như đã hứa, chương trình hôm nay tôi sẽ cập nhật một số các cái thông tin cũng như chia sẻ với các anh chị một số những cái điều mà tôi biết được, học được trong những cái ngày qua. Thì thông tin sơ bộ một chút xíu cho các anh chị nắm rõ là đầu năm 2024 thì ngoài những cái thông tin mà thay đổi rất là chóng vánh và khiến cho nhiều người hụt hẫng về các cái chính sách di trú của Canada, đặc biệt là cái thông tin nó không có thuận lợi cho phần lớn những cái bạn du học sinh đến từ các quốc gia khác nhau chứ không riêng gì tại Việt Nam. Đó là cái việc mà chính phủ họ yêu cầu các cái trường sau khi có cái LOA, tức là cấp cái thư nhập học cho học sinh, cho sinh viên chứ, từ bậc cao đẳng lên tới đại học, thì những cái bạn nào mà nộp hồ sơ sau ngày 22 tháng 1 2024 là phải xin thêm cái gọi là provincial attestation letter của tỉnh. Nhưng mà tới bây giờ thì cái hệ thống đó nó vẫn chưa có hoàn thiện, và người ta hứa, không phải là người ta hứa mà là Bộ Di trú họ yêu cầu các cái tỉnh là phải hoàn thiện cái hệ thống cấp cái gọi là P gọi là Provincial Attestation Letter PAL trước ngày 30 tháng 3 năm 2024. Như vậy là trong thời gian sắp tới là các tỉnh họ sẽ hoàn thiện cái việc là cấp cái PAL này cho các cái du học sinh bậc cao đẳng với lại là đại học, với lại là sau sau cao đẳng, sau đại học một chút, gọi là chương trình Postgraduate Certificate. Thì liên tục họ đưa ra nhiều cái chính sách khác trên các cái website của liên bang và của các cái tỉnh bang cũng có nhiều cái thay đổi. Thì hôm nay tôi tóm lược lại một số các cái thay đổi đó cho các anh chị nắm rõ một chút xíu thôi. Đấy, thì cái về cơ bản những cái chính sách mà về di trú, về định cư đó là nó thay đổi, nó tùy theo tình hình chứ nó không có gọi là cố định, và cũng không có, chính phủ họ cũng không hứa hẹn gì về cái chuyện là gọi là mặc định cho một cái chương trình nào khác hết. Thì sau đây là một số các cái cập nhật mà tôi nhận được này, tôi đọc thấy được chứ không phải là nhận được, đọc thấy được. Thì vừa rồi có một cái bạn nào đó cũng hỏi về cái chương trình Agri-Food. Agri-Food là chương trình của liên bang dành cho cái nông nghiệp với thực phẩm. Đây là một cái chương trình mà nói chung hàng năm á, là họ có các cái chỉ tiêu của liên bang. Họ nhận những cái hồ sơ cho những cái người làm trong cái ngạch gọi là nông nghiệp. Ví dụ cắt hái rau quả, trồng trồng nấm này kia, với lại là thực phẩm. Đấy. Thì đây là một cái ngạch rất là cần thiết cho Canada, cho nên nó mới có một cái chương trình định cư dành cho những cái nhóm người làm trong cái lĩnh vực này. Thì
Họ có một cái thay đổi, họ có một cái thông báo tương đối là mới và có thể là thuận lợi, mặc dù không có nhiều lắm, cho những cái người, những cái đương đơn mà đang 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 làm việc và đang ở trong Canada. Đó là cái yêu cầu. Trước đây thì họ yêu cầu là vừa phải có một cái job offer, tức là vừa phải có một cái hợp đồng lao động với một cái chủ doanh nghiệp và trong lĩnh vực gọi là nông nghiệp với lại thực phẩm. Và cái job offer này thực ra đó là chính là cái mấu chốt của cái chương trình định cư theo cái ngạch gọi là Agri-Food. Thì tới ngày 10 tháng 2 đó thì họ bảo rằng là những cái đương đơn nào mà đang ở trong Canada mà muốn nộp theo cái chương trình Agri-Food này thì họ họ bớt đi cho một cái yêu cầu. Là cụ thể là gì? Họ chỉ yêu cầu một là có cái job offer của chủ, hai là phải có cái hoặc là phải có cái education requirement. Mà education requirement thì nó rất là đơn giản, nó chỉ cần là hết cấp 3 thôi là được. Đấy. Thì trước đây ấy, là họ yêu cầu cả phải có luôn cả cái job offer và phải đáp ứng đủ cái điều kiện là phải học xong cấp 3. Thì từ ngày 10 tháng 2 là họ bảo rằng những cái đương đơn mà đang ở trong Canada rồi thì chỉ cần một trong hai cái điều kiện này là được. Tức là hoặc là có cái job offer của cái chủ doanh nghiệp, hoặc là phải có cái yêu cầu về học vấn. Đấy, chứ không có đòi hỏi cả hai với những cái đương đơn mà đang ở trong Canada. Lý do là thế này. Lý do là có những cái người á, là họ có cái job offer của chủ bảo trợ hẳn hoi và cái công việc này là công việc dài hạn. Chủ, ví dụ chủ một cái trang trại nấm đi chẳng hạn, họ có một cái offer cho cái đương đơn này ở lại làm lâu dài, ký hợp đồng hẳn hoi, công việc là trên 30 giờ một tuần rồi không có cái ngày kết thúc, vân vân. Thì đấy là cái yêu cầu rất là đầy đủ của cái job offer cho cái chương trình Agri-Food. Và họ yêu cầu thêm là phải có học vấn trên lớp 12 ở Việt Nam, ở ngoài Canada hay là ở tại trong Canada thì phải có cái điều kiện này. Nhưng bây giờ đó thì có những người họ có cái job offer nhưng mà họ không học hết lớp 12 rồi sao? Thì những cái đương đơn này, những cái đương đơn mà gọi là không học hết lớp 12, ví dụ mới học hết lớp 10 thôi, rồi đi qua Canada bằng một cái visa du lịch hay là chủ họ bảo trợ cho cái việc là đi sang đây để làm mà theo cái LMA, theo cái giấy phép gọi là lao động đó, mà chứng minh rằng là công việc cần thiết là cần người từ bên ngoài Canada vào. Thì sau khi họ làm như vậy á, thì họ lại bị hạn chế bởi cái việc là học chưa hết lớp 12. Đó. Mặc dù là có tiếng Anh trên 4 chấm IELTS, rồi có luôn cả cái job offer nhưng mà vì cái việc là không có bằng cấp 3 cho nên là nó bị gọi là cản lại, không có nộp theo được cái chương trình này. Thế thì từ cái ngày 10 tháng 2 năm 2024 này đó thì những cái người nào mà gọi là có job offer đang làm việc đầy đủ điều kiện, có tiếng Anh nhưng mà cái bằng cấp 3 chưa có thì họ vẫn miễn cho cái đó. Hoặc là nếu như mà có học vấn rồi thì cái công việc mà nó đầy đủ theo những cái yêu cầu như vậy là hoàn toàn đủ điều kiện để nộp theo cái chương trình này. Thì nếu mà đi sâu vào chi tiết thì nó có yêu cầu rất đầy đủ với đương đơn, rồi với chủ doanh nghiệp, rồi với cái học vấn, rồi với tiếng Anh, vân vân. Nó rất là đầy đủ trong cái chương trình gọi là Agri-Food. Chỉ có một cái thay đổi, một cái thông báo nhỏ nhỏ thôi. Và chương trình Agri-Food này cũng là một cái chương trình thí điểm cho nên á, là họ tiếp tục họ nhận hồ sơ cho đến cái ngày gọi là 14 tháng 5 2025, tức là họ cứ gia hạn và cái thời điểm mà gia hạn gần nhất á, là họ bảo rằng họ sẽ nhận cái hồ sơ này, những cái hồ sơ cho đến ngày 14 tháng 5 của năm 2025. Điều đó có nghĩa là những cái bạn nào mà vào Canada làm theo cái diện Agri-Food, ví dụ chủ trang trại nào đó bảo trợ và tới cái thời điểm mình nộp hồ sơ đó
mình đủ điều kiện để mình nộp hồ sơ, miễn là trước ngày 14 tháng 5 2025 thì là được yêu cầu, là đạt yêu cầu theo chương trình này. Rồi có một cái thông báo nhỏ nhỏ nữa là những cái người mà gọi là có cái open work permit chứ không cần cái close, và có cái high school diploma, thì khi mà đi làm việc thì họ vẫn tính luôn cái kinh nghiệm làm việc tại Canada. Đấy, họ tính luôn cho cái đổ về cái kinh nghiệm, tại vì trong cái chương trình AgriFood này họ yêu cầu là phải có kinh nghiệm làm việc với, là trên 1 năm, ít nhất là 1 năm trong cái lĩnh vực mà mình đang làm. Cho nên là nếu như người nào mà đang sở hữu cái Open Work Permit mà đã đi làm trong cái lĩnh vực gọi là nông nghiệp thì làm được bao nhiêu trước đây thì họ vẫn tính luôn cái thời gian kinh nghiệm đó. Đấy, vì cái bạn nào mà quan tâm tới cái chương trình AgriFood hoặc là được các cái cố vấn di trú của mình là đang chuẩn bị cái hồ sơ nộp vào cái chương trình AgriFood này thì có thể cập nhật thêm những cái thay đổi của chính phủ trong mấy ngày trước là ảnh hưởng tới cái hồ sơ của mình như thế nào. Thì đó là AgriFood là chương trình của liên bang. Rồi một số các cái thay đổi các cái chương trình của tỉnh bang nữa thì chắc các anh chị cũng biết là từ ngày 11 tháng giêng 2024 á, thì cái tỉnh Saskatchewan họ trước đây họ có một cái chương trình thí điểm, đó là cái Hatfield Pilot, tức là chương trình mà họ đưa ra gọi là dành cho những cái vị trí lao động phổ thông, lao động gọi là cái tay nghề thấp á, mà rất là cần thiết cho cái sự phát triển kinh tế hay là ổn định công ăn việc làm tại cái tỉnh Saskatchewan. Thì tới ngày 11 tháng 1 vừa rồi 2024 thì cái chương trình này họ tạm đóng, họ có thông báo chính thức là tạm đóng thôi, temporarily close thôi, để họ review, tức là để họ xem xét lại có thể thay đổi, có thể là tiếp tục chương trình hay là có thể giảm bớt yêu cầu vân vân, nhưng mà họ gọi là tạm ngưng nhận hồ sơ để review, và cái quá trình mà gọi là xem xét lại cái tính chất cái hiệu quả của chương trình này sẽ hoàn tất vào mùa xuân của năm 2024, mà mùa xuân là từ tháng 3 cho tới tháng 6. Thì trong cái khoảng thời gian đó chắc chắn là chương trình này sẽ có thêm cái cập nhật là nâng cái yêu cầu lên hay là giảm cái yêu cầu xuống hay là tiếp tục chương trình hay là bỏ hẳn cái chương trình này. Đấy, thì đó là cái tỉnh của Saskatchewan. Nếu mà các anh chị nhìn nhìn lại cái chính sách về về di trú ở tỉnh Saskatchewan này thì phần lớn những cái công việc mà ví dụ trong nhà hàng bưng bê phục vụ phụ bếp vân vân, hay thậm chí là lau chùi dọn cửa nhà cửa vân vân, thì người ta gọi là cái hard to fill. Hard to fill chẳng qua là tìm không ra người lao động, tại vì những cái công việc đó là công việc tay nghề thấp, cho nên á là dân, có thể là dân địa phương hay là dân thường trú và dân quốc tịch ở Canada họ chê họ không làm, tại vì nó khó khăn, lương thì nó thấp cho nên nó thiếu hụt. Thì vì vậy mà Canada hay vì vậy mà chính phủ của tỉnh Saskatchewan họ mới gọi là đề nghị là có một cái chương trình như vậy để giúp cho các cái doanh nghiệp nhỏ và giúp cho cái cộng đồng địa phương họ có thể duy trì được cái tình hình kinh tế của mình. Thì tới ngày 11 tháng 1, cái thông báo là gì? 11 tháng 1 2024 là họ tạm ngưng nhận hồ sơ. Tạm ngưng thôi chứ không phải là ngưng vĩnh viễn, tại vì chưa có một cái thông báo nào chính thức hết. Và họ sẽ có cái thông báo mới sau khi mà xem xét lại chương trình này và dự kiến là sẽ hoàn tất vào mùa xuân 2024, tới còn mấy tháng nữa thôi. 2 3 tháng nữa là chúng ta sẽ thấy có cái cập nhật. Trừ hai cái nhóm ngành nghề là cái chăm sóc sức khỏe và cái ngành gọi là làm nông nghiệp, thì nếu như hồi nãy có một cái chương trình gọi là của liên bang là AgriFood đấy, thì cũng là cái nhóm ngành nghề nông nghiệp và thực phẩm, thì cái tỉnh Saskatchewan những cái vị trí, những cái công việc mà tay nghề thấp thì trong đó là có luôn cả cái việc là chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cá nhân, rồi ngành nông nghiệp, thì
họ đóng những cái vị trí khác, những cái ngạch khác, nhưng mà họ lại không có đóng cái những cái hồ sơ mà làm trong cái lĩnh vực gọi là healthcare, tức là chăm sóc y tế và nông nghiệp. Điều đó chứng tỏ rằng là y tế và nông nghiệp vẫn là những cái ngạch mà tỉnh bang rồi liên bang và ở gần như tất cả các cái tỉnh bang họ đều cần hết. Đấy, cứ cho nên á, nếu bạn nào mà nghiên cứu tới cái việc là đi học về chăm sóc sức khỏe, dĩ nhiên là mình không thích thì mình không có học, nhưng mà nếu mình xác định rằng mình đến để định cư thì đến học những cái ngành như là chăm sóc sức khỏe rồi chịu khó đi làm trong những cái lĩnh vực này thì nó sẽ có cái cơ hội định cư. Đó là cái kế hoạch gọi là lấy ngắn nuôi dài, nếu thật sự mình mong muốn rằng là muốn định cư ở Canada để tính cho khoảng cỡ 5, 10 năm, 20 năm sau. Đấy, cho con cái của mình chẳng hạn đó thì có thể nghĩ đến những cái công việc như vậy. Tại vì cái việc mà tay nghề cao bây giờ nó đang rất là cạnh tranh. Ví dụ như các anh chị có thể nhìn thấy trong cái hệ thống Express Entry mà họ gọi là phát ra thư mời đó. Đó, phát ra thư mời đó thì cái số điểm mà gọi là CRS này nó rất là cao. Nó dành cho những người mà có hai ba cái bằng đại học, rồi là bằng cao học, rồi có kinh nghiệm làm việc, rồi có tiếng Anh, rồi có tiếng Pháp, rồi có luôn cả cái giấy gọi là LMIA của doanh nghiệp, thì họ mới đạt được tới những cái điểm mà gọi là 550, 503, 504 điểm trên cái hệ thống CRS. Có nghĩa là cái việc mà cạnh tranh trong cái gọi là hệ thống Express Entry là dành cho những cái người mà có hồ sơ rất là sáng, có kinh nghiệm tốt, có học vấn cao. Còn lại đó thì hiện giờ là những cái đương đơn mà cảm thấy mình không có đạt được cái điểm gọi là quá cao và mình cũng không có cái lợi thế, ví dụ tiếng Pháp rồi này nọ mình không có, thì phải nghĩ ngay tới những cái chương trình của tỉnh bang. Thì tỉnh bang, mỗi tỉnh như vậy họ có khá nhiều các cái chương trình cụ thể. Và phần lớn, đây là phần lớn những cái bạn nào mà đã đặt chân tới Canada, thì luôn luôn có thể tìm thấy cho mình một cái cơ hội, không ở tỉnh này thì lại ở tỉnh khác. Đấy, là cái cơ hội, cái opportunity mà nếu không có tỉnh này thì có tỉnh khác. Đó là cái điều mà tôi có thể khẳng định. Tại vì nhìn vào cái từng cái chương trình của tỉnh bang, có những cái tỉnh nó rất là dễ. Cái vấn đề cốt lõi là mình có chịu về cái tỉnh đó hay không, hay là mình nghe người ta nói cái tỉnh đó nó quá khắc nghiệt này kia, rồi mình nghe người ta dọa rằng là những cái công việc ở tỉnh đó là bị gọi là mua bán hết rồi, cho nên về dưới đó cũng không có việc chẳng hạn, thì mình thối chí thôi. Nhưng mà tôi thưa các anh chị rằng là cái cơ hội mà định cư cho những cái người mà đã đi học hay là đã đặt chân đến Canada mà đã đi làm này kia, có tiếng Anh một cách gọi là cơ bản cũng được, nếu mà càng cao thì càng tốt, càng có nhiều cơ hội. Nhưng mà tiếng Anh trên 4 5 điểm mà đã đặt chân ở trong Canada, có kinh nghiệm làm việc này kia thì cái cơ hội nó vẫn có. Không có tỉnh này thì có tỉnh khác. Vấn đề là chúng ta có xác định đúng cái hướng và chúng ta có một cái người mà am hiểu để cùng đồng hành với mình. Những cái người đó người ta gọi là những cái cố vấn di trú làm việc chuyên môn, chứ không phải là những cái người mà đại loại là đi 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 mời mình hay là đi tìm mình để đưa vào những cái chương trình gọi là sắp xếp mua bán về về cái job offer đâu. Thực ra mỗi cái người cố vấn di trú họ có một cái thế mạnh, nhưng mà cái chung của họ là họ đọc được những cái thông tin, họ cập nhật được những cái thông tin liên quan tới các cái chính sách định cư của chính phủ Canada. Tiếp theo, một cái thông báo có thể là cũng bất lợi cho nhiều cái bạn mà đang ở tỉnh Alberta, thì nếu như Ontario họ có cái chương trình gọi là định cư và họ viết tắt là chữ OINP, tức là Ontario Immigrant Nominee Program, tức là OINP. Nếu như Saskatchewan họ có cái chương trình viết tắt là SINP, thì ở cái tỉnh Alberta họ lại có một cái từ khác, một cái cụm từ khác, đó là Alberta Advantage Immigration Program, tức là viết là AAIP.
Nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu về các cái chính sách định cư của tỉnh Alberta thì cứ gõ vào cái chữ là AAIP, viết tắt của chữ Alberta Advantage Immigration Program. Đấy, để chúng ta thấy được rằng là trong cái website của cái tỉnh Alberta này họ có nhiều cái chương trình khác. Thì trong đó có một cái chương trình gọi là một cái ngạch gọi là AOS, tức là Alberta Opportunity Stream. Thì họ lại có một cái thông báo là từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 thì họ tạm ngưng nhận hồ sơ cho những cái vị trí, những cái đưa đơn mà nộp vào cái hệ thống của gọi là Alberta Opportunity Stream. Đấy. Nhưng mà họ lại có một cái thông báo là họ lại mở ra một cái chương trình khác dành cho cái ngạch gọi là Tourism và Hospitality, tức là những cái ngạch liên quan tới du lịch và khách sạn, tại vì tỉnh này họ rất chú trọng đến du lịch và cái ngành du lịch với khách sạn mang lại rất là nhiều cái nguồn thu cho tỉnh Alberta, mà cụ thể là năm 2022 là họ 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 thu về là hơn 10 tỷ đô la từ cái ngạch gọi là tourism, tức là du lịch và hospitality. Tại vì các anh chị biết là ở Alberta có những cái đỉnh núi tuyết, có những cái khu du lịch rất là nổi tiếng, và Alberta nổi tiếng là cảnh đẹp. Nếu như mà đi road trip mà đi qua những cái khu vực mà của địa phận của tỉnh Alberta thì nhìn thấy những cái núi rất là hùng vĩ, những cái hồ rất là đẹp, và cái du lịch của tỉnh Alberta nó rất phát triển. Vì vậy mà họ đang rất là cần người làm trong cái lĩnh vực gọi là tourism and hospitality. Như vậy thì họ cắt những cái chương trình này, nhưng mà họ lại mở ra cơ hội cho những cái chương trình khác. Điều này lại khẳng định thêm một lần nữa, có nghĩa là những cái bạn mà đi học đó, học ngành này ngành kia thì không có tỉnh này thì lại có tỉnh kia, không có chương trình này thì lại có chương trình kia, và có những cái chương trình nó không bắt buộc mình phải làm đúng cái ngành nghề đâu, mà mình có thể chỉ cần một cái bằng đại học hay là một cái bằng cao đẳng rồi sau đó mình đi tìm một cái việc làm. Nếu như mà mình có chuyên môn đúng cái ngành nghề của mình thì có thể họ ưu tiên họ rút ngắn cái thời gian, còn không đó thì họ yêu cầu làm dài cái thời gian ra để có đủ cái kinh nghiệm. Nhưng mà chỉ cần đặt chân đến Canada, chỉ cần có cái study permit hay là đi vào đây một cách hợp pháp rồi sau đó sẽ có một cái chương trình phù hợp cho mình. Cái vấn đề là mình có tìm ra được cái chương trình đó hay không, và mình có chịu mình rà hết tất cả những cái chương trình của liên bang. Liên bang thì nó dễ hơn, liên bang á thì là mình nhìn thấy thấy ngay tại vì nó không có nhiều, nhưng mà các cái chương trình của tỉnh bang, 10 tỉnh và ba cái vùng lãnh thổ họ đều có những cái chương trình riêng của họ hết. Cho nên mình thấy cái tỉnh này mình rà ra, ví dụ họ có 10 cái chương trình của tỉnh mà mình thấy mình không đạt được yêu cầu của chương trình nào hết thì thôi mình phải thu sắp xếp để mình đi sang một cái tỉnh khác, nhưng mà không phải là đi một cách ngẫu nhiên mà là mình phải có một cái chiến lược hẳn hoi, mình tìm hiểu trước rồi sau đó mình hẳn đi. Ví dụ có nhiều bạn là cứ cứ nghe đâu đó ở Manitoba là dễ định cư, thế là cứ vác túi xách ba lô về dưới đó rồi hẳn tính, thì cái đó nó cũng không đóng, không không có đúng. Vì vì sao? Vì nếu như mình rà hết rồi mình đi tới tỉnh Ontario mà mình đã tìm tất tần tật những cái chương trình của tỉnh Ontario trên cái hệ thống gọi là OINP mà mình không thấy có cơ hội thì lúc đó mình sẽ tìm đến một cái tỉnh khác, nhưng không phải là ngẫu nhiên mà mình sẽ đọc, mình hiểu cái tỉnh đó, nó có những cái chương trình gì, mình có phù hợp hay không, và cái mấu chốt của vấn đề là gì. Dưới cái tỉnh đó mình có ai có thể hỗ trợ cho mình để tìm công việc hay không, hay là mình có khả năng tìm một cái công việc phù hợp với cái ngành mình đã học hay không, chứ không phải là cứ nghe ai nói cái tỉnh đó dễ định cư là mình nhào mình về dưới đó, không phải. Ví dụ thưa các anh chị, cách đây khoảng cỡ 3 hôm thì tôi thử tôi tham gia một cái webinar, tức là một cái hội thảo mà được cái vùng gọi là Peel, tức là Mississauga này họ có những cái cơ quan của chính phủ người ta gọi là hỗ trợ cho người mới tới, tức là cái Newcomer Center.
Thì trong cái Newcomer Center này đó là họ có một cái bộ phận gọi là đi đi tìm việc làm cho người mới tới. Tức là những cái người này họ tới tại cái khu vực gọi là Mississauga hay là tới Brampton hay là tới Caledon, tức là cái vùng Peel nói chung. Thì cái việc của trung tâm tiếp nhận những cái người mới này đó là tạo gọi là cơ hội cho những cái người mới tới, ví dụ như học tiếng Anh, ổn định cuộc sống, tìm trường, rồi tư vấn các kiểu. Đấy, thì cái Newcomer Center này tại Peel họ là kết hợp với một cái khu vực khác mà cách cái Mississauga khoảng tầm 250 cây số. Cụ thể đó là cái khu vực Chatham và Kent. Nó nằm gần cái khu vực Windsor, tức là dưới cực nam của tỉnh Ontario. Đi từ cái Mississauga này mà chạy về dưới cái vùng Chatham và Kent này, nếu ai ở xung quanh cái Toronto thì chắc là biết cái khu vực này, Chatham và Kent, tức là một cái vùng gọi là cũng không nhỏ lắm nhưng mà cũng không lớn, có thể gọi là cái vùng nông thôn đi. Nông thôn dĩ nhiên là không phải là trồng trọt là chính, mà họ vẫn có những cái doanh nghiệp, vẫn có cộng đồng sống ở đó. Thì cái Peel Newcomer Center này họ kết hợp với cái những cái người ở cơ quan dưới cái vùng Chatham và Kent để họ làm một cái webinar và họ giới thiệu về cái khu vực Chatham và Kent này, cũng như những cái cơ hội việc làm, cũng như chào đón người mới về dưới cái vùng Chatham và Kent này để sinh sống và tìm công việc. Điều này nó nói lên một cái thực tế là gì? Cách trung tâm của Toronto chỉ có 250 cây số thôi, không xa, đi xe hơi chỉ mất 2 tiếng rưỡi, nhưng mà ở đó có những cái cộng đồng họ đang chào đón những cái người mới tới. Họ chào đón thì bằng cách gì? Họ phải có những cái công việc họ cần người đến để định cư, để duy trì cái sự bền vững về mặt dân số, về mặt công việc tại cái khu vực đó, cho nên họ mới gọi là hợp tác với nhau để mà tìm người. Tại vì trên cái vùng gọi là Toronto và Peel này nó rất là nhiều người họ tập trung ở đây, lại là dẫn đến cái việc là công việc nó khan hiếm, công việc là cạnh tranh nhau nhiều, nhà cửa nó đắt. Trong khi đó cách cái khu vực thị tứ như là Toronto, Mississauga chỉ có 250 cây số thôi, nó có những cái vùng mà họ đang rất là cần người và họ đang chào đón. Và các anh chị biết là họ trình bày về cái khu vực của họ giống như là tha thiết tìm người đến để sinh sống. Thì cụ thể là những cái quan chức ở dưới cái thành phố này, họ đưa ra những cái lời mời. Ví dụ họ bảo rằng ở cái nơi của họ rất là đáng sống, họ không có kẹt xe, giá nhà cửa nó rẻ, người dân thân thiện, rồi chính phủ tại địa phương họ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái người mới tới. Cái điều này nó rất là thực tế. Vì sao như vậy? Vì cái dân số ở những cái thành phố nó hơi nhỏ một chút xíu, là nó bắt đầu già đi. Thì khi mà những cái lứa mà về hưu đó, họ tính từ đây cho tới năm 2030 là có đến 35% dân số tại cái Chatham và Kent này họ sẽ tới cái tuổi nghỉ hưu. Thế thì họ muốn cái lực lượng người mới, những cái dân định cư mới tới để thay thế cho cái lực lượng sẽ tới cái tuổi về hưu đó. Đó là cái bài toán rất là rõ ràng. Tại vì những cái vùng này họ thiếu dân, cho nên họ mời chào những cái cư dân mới tới đó để ở, để xây dựng cuộc sống mới ở đó. Chứ không có cái gì gọi là quá nghiêm trọng và nó bí ẩn gì hết. Đấy. Thì cái Chatham và Kent này trước đây nó nằm trong một cái chương trình gọi là định cư thuộc cái khu vực RNIP, nhưng mà cái rural no này bây giờ là họ lại ngưng rồi, cho nên họ chưa có cái mở ra lại chương trình. Tuy nhiên nó thuộc cái tỉnh Ontario, cho nên nó vẫn phù hợp cho những cái nhóm người mà mong muốn định cư tại tỉnh Ontario theo những cái chương trình khác, ví dụ foreign worker stream đó, job offer, tức là một cái công dân nước ngoài mà có giấy phép đi làm, có giấy phép cư trú tại Canada ổn định và được một cái chủ doanh nghiệp tại cái địa phương đó họ cho một cái job offer là full time và permanent
tức là toàn thời gian và không có ngày kết thúc, để gọi là cam kết làm việc lâu dài, thì có thể đủ điều kiện để nộp theo cái chương trình gọi là foreign worker, job offer. Còn những cái bạn nào mà học xong thì cũng có thể về dưới đó để kiếm một cái công việc toàn thời gian ổn định, và sau đó nộp theo chương trình gọi là employer job offer mà dành cho cái international student. Đấy, thì những cái vùng này họ đang cần người. Cho nên đó là cái yêu cầu mà thiết thực nhất đó là gì? Là về dưới đó để làm cho họ, xong sau đó họ sẽ hỗ trợ cho các cái giấy tờ như là job offer. Mà vì họ cần mình, rõ ràng là chính phủ của cái khu vực đó họ lên họ mời luôn, mà họ mời là hãy về thành phố của chúng tôi để định cư, để ổn định, và họ sẵn sàng họ hỗ trợ cho rất là nhiều thứ. Dĩ nhiên họ không phải là cái người quyết định về cái chính sách di trú, họ cũng không phải là cái người mà cấp cái PR cho những cái đương đơn hay là cho những cái người mà về sống ở khu vực của họ. Hôm qua họ trả lời rất là dứt khoát, tại vì ở Canada là việc ai nấy làm thôi. Thì có những cái người họ nói rằng nếu mà tôi về dưới đó thì tôi có chắc chắn 100% được định cư hay không, thì họ nói cái việc mà định cư nó là cái quyền và cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của bộ di trú của liên bang chứ không phải là của họ. Nhưng họ sẵn sàng họ hỗ trợ về công ăn việc làm, họ rất là thân thiện và họ rất muốn chào đón những cái người gọi là nghiêm túc thực sự về làm việc cho cái khu vực của họ. Thì như tôi có nói nhiều lần, cái mấu chốt của cái việc định cư và của nhiều chương trình định cư đó là một cái việc làm ổn định, có chủ họ sẵn sàng họ bảo trợ cho mình. Thì các anh chị nhìn kỹ lại, phần lớn các cái chương trình của tỉnh bang là nó đều có một cái gọi là job offer. Mà job offer này đó là, thưa các anh chị, một số tỉnh, một số vùng á mà chúng ta thấy họ tràn về đó, thì nó sinh ra cái tình trạng gọi là sắp xếp và mua bán cái job offer này. Đó, cái giá trung bình bây giờ là nghe nghe thị trường chợ đen thôi, họ đồn với nhau thôi, nhưng mà cái này thế nào cũng là tới tai chính phủ, mà thực sự là tới rồi chứ không phải là không tới. Tại vì ở Việt Nam thì chưa có nghe ai nói thôi, nhưng mà chính phủ họ có những cái bài báo họ đăng lên, những cái đơn vị báo chí họ đăng lên là họ biết được cái giá của cái việc mà sắp xếp mua bán cái job offer này để được định cư đó, là lên tới gọi là từ 50.000 cho tới 100.000 đô, cho một cái vị trí để mà đảm bảo được định cư. Trong khi đó có những cái vùng là chính quyền của tỉnh luôn, chính quyền của cái vùng đó họ thực sự là họ tổ chức những cái buổi gọi là hội thảo, những cái buổi giới thiệu về cái cuộc sống, về cái cư dân, về những cái văn hóa của cái vùng đó, và họ mong muốn những cái người nhập cư là về dưới đó để tạo ra công ăn việc làm. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy cái cơ hội nó nằm ở chỗ đó. Ví dụ những cái bạn nào mà học ở Ontario ra, cái tự nhiên chưa nghiên cứu rõ về cái tỉnh Ontario, vẫn mong muốn ở tỉnh Ontario mà không chịu nghiên cứu rằng là có những cái nơi họ đang rất cần người và họ cần thật sự, mà mình cũng là cái người mình mong muốn định cư và mình cũng mong muốn được hỗ trợ giấy tờ, thế là cứ nháo nhào là chạy đi tỉnh này chạy đi tỉnh kia, mà chưa nghiên cứu kỹ. Thì những cái bạn nào mà sau khi nghe chương trình này, các bạn thử nghiên cứu những cái vùng này, Chatham và Kent này, vào cái website chính thức của họ. Và họ hôm qua là cách đây 3 hôm đó là họ trình bày, họ đưa ra website của họ đâu đó rất rõ ràng những cái ngành nào họ đang cần người, rồi cái khu vực sống của họ ra làm sao, và có thể tiếp cận được với những cái người mà làm trong cái chính quyền của cái vùng đó luôn. Đấy, thế thì những cái vùng này họ đang chào đón chúng ta như vậy mà chúng ta không chịu về. Mình là cái người học ở tỉnh Ontario ra, trầy trật chui vào trong cái thành phố Toronto, rồi bây giờ đó mới phát hiện ra rằng là cái chương trình liên bang nó khó quá cho nên không có cơ hội định cư. Thế là cứ hỏi tỉnh nào mà trong đó, trong cái tỉnh nhà của mình đang có cơ hội như vậy thì mình không chịu hỏi. Thì cái đó nó là phản ánh một cái thực tế là gì? Các bạn là đa số không có nghiên cứu kỹ về cái chương trình định cư, mà các bạn cứ nghe người ta nói xong bắt đầu là cứ quyết định theo cái hướng dẫn của người khác, theo cái gợi ý của người khác mà không chịu đọc hiểu. Đấy, thì đó là cái mà tôi đọc được, hay tôi chính thức là tôi theo cái webinar đó, và tôi thấy rằng là họ chào đón những cái người cư dân mới về cái vùng Chatham và Kent này.
Và tiếp theo á, là có những cái vùng cũng tương đối nhỏ họ cũng bắt đầu làm cái kiểu như thế này, tức là họ lên cái những cái thành phố lớn như là Toronto hay là như là Mississauga này, cái nơi mà có cái lượng nhập cư vào rất là ồ ạt mà công an việc làm thì là hiếm đấy, thì họ tìm cái lượng người lao động này để họ mời chào về cái vùng thành phố của họ để xây dựng lên. Và các anh chị biết thật ra là nó không có vắng lắm đâu. Tỉnh Ontario là tỉnh lớn nhất của Canada về mặt dân số. Cho nên cái vùng mà Chatham và Kent này không á, đó, nó cách Toronto không xa. Tại vì nó đi qua London, London là cách Toronto khoảng cỡ 170 cây số. Xong sau đó nó đổ xuống cái phía cực nam của tỉnh Ontario, tức là giáp giới với cái bang Michigan của Mỹ, ở bên kia dòng sông Detroit. Thì nó tính ra nó đâu có xa, mà đi chạy cao tốc khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Có những cái vùng như vậy mà dân số nó đâu có ít, dân số là hơn 100.000, hơn 100.000 dân nguyên cả cái khu vực đó. Cái trung tâm thị tứ của Chatham và Kent thì nó có khoảng hơn 40.000 dân, còn những cái thị trấn xung quanh đó nó cũng có dân số hẳn hoi ấy. Và cái khu vực đấy là khu vực nắng ấm, tại vì cái vùng mà cực nam của tỉnh Ontario là vùng ấm nhất của tỉnh Ontario rồi, càng lên phía bắc thì nó càng lạnh, chứ còn mà đổ xuống về phía dưới phía nam của tỉnh Ontario là rất là ấm. Ví dụ Windsor là cái thành phố gọi là ấm nhất của tỉnh Ontario đó. Thì cơ hội nó nằm khắp nơi, đúng không ạ? Cái kế tiếp là tôi kể các anh chị nghe một cái những cái cơ hội mà ở Canada này, mà nếu mà chúng ta tham gia vào cái những cái giới mà chuyên môn này kia đó, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái thông tin nó thú vị. Cho nên là cố gắng chúng ta tham khảo, rồi chúng ta tham dự những cái hội thảo, rồi những cái buổi mà thuyết trình, để chúng ta tìm kiếm cái thông tin từ đó. Thì hôm qua tôi lại đi được mời đi dự một cái buổi gọi là dành cho những cái cựu học sinh, cựu sinh viên của cái khoa giáo dục ở trường đại học Brock thôi. Mà đại học Brock nó cũng không xa, nó cách Toronto nó có 1 tiếng 15 phút là đi tới cái khu vực Niagara này rồi. Brock thì họ nằm trong cái thành phố St. Catharines, là thành phố lớn nhất của cái khu vực Niagara. Trong đó có Niagara Falls này, rồi là St. Catharines, là Thoreau này, rồi một số các cái thành phố, một số các cái thị trấn nhỏ nhỏ mà chuyên làm rượu với là trồng nho với trồng cây trái đó. Thì họ tổ chức một cái buổi như vậy để họ tổng kết lại cái quá trình phát triển của cái khu vực và của cái trường đó. Thì thưa các anh chị, Đại học Brock thì nó mới được thành lập năm 1967 thôi, tới bây giờ nó cũng không có quá lâu, đúng không ạ? Nó cũng hơn gọi là hơn 50 năm thôi. Nhưng mà từ chỉ có 20-30 cái sinh viên, tới bây giờ là họ phát triển lên là hơn 20.000 sinh viên, trong đó có 13% là sinh viên quốc tế. Và bây giờ họ tiếp tục họ đi mở ra những cái thị trường mới để họ tuyển cái học sinh sinh viên về dưới cái thành phố của họ. Thì những cái thành phố như vậy dân số nó cũng tương đối, nhưng mà nó không có vắng lắm đâu, tại vì dân số mà trên 100.000 là gọi là không có vắng ở Canada. Những cái thành phố nào mà có trên 100.000 dân là thành phố đó là bậc bậc trung rồi, chứ không thể gọi là nhỏ được đấy. Nhưng họ vẫn luôn luôn mong muốn là thôi đi từ thành phố Toronto, thay vì chen chúc ở trên này thì thôi đi về dưới những cái vùng ven đó mà ở, mà học tập đấy. Và họ có rất nhiều các cái chương trình ưu đãi dành cho những cái bạn nào mà mong muốn đi về dưới cái khu vực đó. Và thực ra là chính phủ của liên bang họ vẫn ưu tiên mà, hoặc là tỉnh bang họ vẫn ưu tiên. Ví dụ những cái bạn nào mà thấy đi học master chẳng hạn đó, mà cứ đâm vào học ở York nè, rồi là ở Toronto Metropolitan University này, tức là Ryerson trước đây nè, rồi Đại học Toronto chẳng hạn, mà học những cái bậc gọi là cao học đó, master, thì rõ ràng là về cái điểm số gọi là điểm số theo vùng á, nó không có được ưu tiên, nó bằng không luôn. Trong khi đó chỉ tạt ra đi về dưới các cái vùng Windsor, đi về dưới Thunder Bay, rồi đi về dưới Niagara đấy, tách ra khỏi cái khu vực Toronto và GTA ra, thì cái điểm gọi là regionalization đó nó cao, và cái cơ hội định cư nó cũng cao, mà điều kiện yêu cầu về job offer rồi về mức lương này kia, rồi của cái chủ lao động nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Điều đó có nghĩa là chính phủ họ luôn luôn
mong muốn là rải dân ra, chứ không có tập hợp dân lại một cái khu vực, và nó dẫn đến cái việc là phát triển không bền vững giữa các cái vùng với nhau. Đấy, thì đây là tôi nói rằng là cái cơ hội đó nó có ở tất cả các nơi. Nếu như mình mà xác định rằng mình rất là mạnh, hồ sơ của mình mạnh, mình có tiếng Anh tốt, mình có kinh nghiệm vân vân, thì mình có thể có quyền lựa chọn ở những cái thành phố thật lớn đó, và nộp định cư theo cái chương trình của hệ thống Express Entry mà tính điểm, và bây giờ nó rất là cao. Tới hôm qua hôm kia gì đó là họ mở một cái đợt rút thăm, thì cái điểm số của nó là 535 điểm, tôi nhớ không nhầm là vậy, và rất cao. Cái điểm 535 là rất cao. Những cái người mà được chọn ấy là toàn là gọi là những cái con cá mập không đó, những cái con cá bơi rất là giỏi, có tiếng Anh cực cao, rồi có kinh nghiệm việc làm 1-2 năm, rồi á là có tiếng Pháp, rồi có công ty hỗ trợ, rồi trẻ tuổi có bằng cấp cao đó. Chứ còn mà chỉ là tà tà thôi đó thì chúng ta nên tìm những cái chương trình của tỉnh bang để chúng ta bám trụ và chúng ta lập nên một cái kế hoạch lâu dài, cái cơ hội. Rồi sau đó khi mà được định cư xong rồi thì chúng ta có một cái quyền gọi là tự do đi lại, tự do chọn lựa cái nơi mình ở. Nhưng mà trước khi có được cái PR, trước khi có cái thường trú hay quốc tịch đó thì chúng ta phải tính cái đường ngắn và nó phù hợp với mình, chứ còn đừng có loay hoay. Và suy cho cùng là chúng ta cần phải có một cái người họ hướng dẫn cho mình, hay là nếu mình có khả năng mình tự tìm hiểu được thì nên tìm hiểu cho kỹ, thay vì là một ngày cứ đi làm loanh quanh mà không có định hướng, thì chúng ta bỏ ra khoảng cỡ nửa tiếng, 1 tiếng gì đó chúng ta đọc những cái thông tin liên quan tới chính phủ, hay là liên quan tới vùng chẳng hạn, tại vì mình đã có tiếng Anh rồi, những cái bạn mà sang đây đi học là có tiếng Anh rồi, cho nên cố gắng vào cái trang web của mỗi tỉnh như vậy đó để mình đọc sơ sơ qua, mình coi cái chương trình này nó phù hợp với mình hay không, và mình có thể tự tìm được cái cơ hội đó. Còn không thì mình tìm những cái người mà họ có thể kết nối thôi. Chứ còn mà thực tế mà nói, thưa các anh chị, cái này là cái thực tế mà đáng buồn. Đáng buồn là gì? Đáng buồn là có nhiều em sang đây đi học rồi, cái cuối cùng là rơi vào cái chuyện là phải trả tiền cho một cái sự kết nối, cho một cái việc sắp xếp mua bán. Mà cái việc đó khi mà chúng ta đã dẫn đến cái gọi là cái con đường là sắp xếp mua bán là chúng ta đã vi phạm pháp luật rồi, đã vi phạm cái luật di trú rồi. Và các anh chị biết rằng á là trên cái website của tỉnh Alberta, nếu các anh chị vào cái tỉnh Alberta đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay lập tức trên cái website của chính phủ luôn đó, nó nằm lên ngay từ đầu luôn. Đó là gì? Là họ bảo rằng chủ doanh nghiệp, họ ghi rất rõ này, cái employer fees are illegal, tức là gì? Các cái phí mà chủ họ lấy đó là illegal. Phí là chẳng qua là tiền thôi, cái phí là tiền. Và nếu mà chủ doanh nghiệp hay là một cái đơn vị tuyển dụng nào đó mà lấy tiền của những cái người đi làm để có được một cái employment offer, tức là một cái job offer, là vi phạm pháp luật, là illegal, là bất hợp pháp. Và họ ghi rất rõ là nếu một cái chủ doanh nghiệp mà tính phí gọi là tuyển dụng của bạn hay là lấy tiền của bạn vì bất kỳ một cái sự hỗ trợ nào đó thì cứ báo lên với chính quyền của tỉnh Alberta qua cái đường dây nóng của nó là số 310-000-000. Họ ghi rõ cái số điện thoại luôn trên cái website chính phủ của tỉnh Alberta, và để gặp một cái bộ phận gọi là Employment Standards hoặc là cái bộ phận Temporary Foreign Worker Advisory Office, tức là văn phòng gọi là cố vấn, văn phòng tư vấn dành cho những cái người lao động nước ngoài, để mà báo cái tình trạng rằng là chủ họ lấy tiền của tôi, hay là có một cái đơn vị móc nối để lấy tiền của cái người đi làm. Tại vì khi mình đi làm chính thức thì mình không có phải trả cái phí này, và cái đó là quy định của chính phủ của tỉnh rất là rõ. Còn cái việc mà mình tự ý hay là mình tự thỏa thuận để mà sắp xếp một công việc, đó là việc của cá nhân, và nếu như bị phát hiện thì dĩ nhiên là cái cơ hội của mình nó mất thôi. Mà rất là đáng tiếc là có nhiều cái em qua đây rồi, đi học rồi, nhưng mà cuối cùng ấy lại là cứ nghĩ tới cái chặng là phải đi mua việc thôi. Đấy, mà thực ra là tôi nói rằng là không có tỉnh này có cơ hội thì có tỉnh khác, và với cái PGWP, tức là cái giấy phép mở đi lao động sau cái thời gian mình đi học là tới 3 năm. Đấy, mà nếu mình tích cực, khi mình học cho đàng hoàng,
thì cái cơ hội việc làm mình nó sẽ không thiếu đâu. Nó thiếu là dành cho những cái người không có tay nghề thôi. Thì phải chấp nhận thôi, chứ còn thực ra có đi học đàng hoàng đấy, rồi có nghiên cứu cái chương trình, có nghiên cứu về địa lý để biết được khu vực này họ cần cần người như mình thì mình về đấy. Chứ còn bây giờ mình đã đi học 3 4 năm ở đây rồi, xong cuối cùng là mình cũng mù tịt về thông tin và mình lại bị người khác dẫn dắt đến cái cơ hội này cơ hội kia và mình lại tốn thêm tiền. Thế cho nên là nhiều người nói đi học chi cho tốn tiền là vậy. Có nhiều người họ nói đi học chi cho tốn tiền, cuối cùng ra cũng mua việc. Thì ngay cái câu này không, nó khiến cho rất là nhiều cái bạn trẻ nó hoang mang đó. Hoang mang tại vì sao? Học chi cho mệt, học ra rồi cũng không kiếm được việc làm, rồi cuối cùng cũng đi mua việc, rồi cuối cùng cũng để định cư. Thế thì chúng ta đặt ngược lại cái câu hỏi định cư để làm cái gì thôi. Định cư ở Canada xong để làm cái gì thôi, chọn cái đất nước mà nó lạnh như thế này để ở, rồi cuối cùng để làm cái gì đó. Mà chúng ta đi chấp nhận bỏ tiền ra đi học, học xong rồi cũng mua việc, cho nên có nhiều người họ nghĩ là bỏ tiền ra mua việc ngay từ đầu là vậy đấy. Thì hôm qua tôi có nói chuyện, dĩ nhiên là cái nhóm những cái người mà họ học đại học ra họ đi làm trong chuyên môn thì cái kiểu họ nói chuyện nó sẽ khác đi, tại vì họ là những cái người học thuật thì họ lại có xu hướng là khuyến khích những cái người khác đi học, và cái nhóm nào mà đi học thì lại chịu nghe những cái người gọi là đã từng đi học nói chuyện, đơn giản như vậy. Thì có những cái bạn mà trong cái alumni này bây giờ họ làm công việc chuyên môn hết, tại vì họ học master ra rồi, họ làm trong trường học, họ làm trong cơ sở giáo dục vân vân. Thì khi mà họ nói ra đó, họ nói là nếu như đã chấp nhận đi sang đây đi học rồi, nhất là những cái bạn mà đã đi học trung học, học 1 2 năm trung học ra thì chịu khó học lên luôn đại học, học lên luôn đại học là nó mất hết 4 năm. Mà rất nhiều cái bạn là nó ra trường học 4 năm ra rồi cũng không xin được việc làm. Thì cá nhân của tôi thì tôi là thấy thế này nè. Nếu như đã học 4 năm ra mà cũng không tìm được một cái công việc cho chính mình, thì mình phải tự hỏi là mình đã làm cái gì trong 4 năm đó. Và mình có thể lọt qua được tất cả những cái kỳ thi của đại học ở bên Canada hay không? Tức là học hết lớp 12 rồi, được nhận vào trong đại học mà học mòn mỏi 8 học kỳ, và trong đại học nó không hề dễ một chút nào. Rồi xong rồi học ra trường mà kêu rằng là không có khả năng đi làm việc, không có khả năng, không có kỹ năng gì hết. Đó là một cái chuyện hết sức là vô lý. Đó. Chỉ trừ những cái người nào chưa đi học mới ra mới bảo rằng là nó là như vậy, nó khó, nó ra cũng không tìm được việc. Chứ còn những cái bạn mà đã đi học đại học ra thì cái việc tìm việc đối với họ nó không khó, chẳng qua họ chê công việc này, họ chê công việc kia mà thôi, chứ làm sao mà thiếu việc đối với những cái người này được đó. Hoặc là họ có thể mất 1 tháng, họ có thể mất 2 tháng, 3 tháng để tìm cái công việc cho ưng ý của mình, toàn thời gian cho ưng ý, chọn cái địa điểm mình làm việc, cái nơi mình sinh sống mình thích thì nó mới khó đấy. Chứ còn ví dụ như là một cái cơ hội việc làm ở cái không ở Toronto thì đi về giống như tôi nói cái vùng Chatham Kent này cách 200 cây số, hay là về London, hay là đi về những cái vùng mà xa hơn một chút xíu khoảng cỡ 100 200 cây số thì làm gì mà không có việc. Rồi xong sau đó chúng ta ổn định công việc rồi thì chúng ta quay ngược trở lại thôi, để chọn cái nơi mình sinh sống, mình thích đi đâu mình đi. Tại vì khi mình chưa có quyền lựa chọn thì mình dĩ nhiên đừng có cố chấp, nó đơn giản giống như vậy. Cho nên á là bạn nào đi học cứ tập trung đi học. Tôi khuyên các bạn là nên học nghiêm túc, học đàng hoàng, và trong cái quá trình học đó chúng ta tự tìm hiểu thêm về những cái cơ hội xung quanh của mình. Tất cả những cái người nào mà có công việc chuyên môn, trong cái quá trình họ đi học họ luôn luôn đi làm tình nguyện, họ luôn luôn đi có những cái công việc làm bán thời gian mà nó liên quan tới cái ngành của mình, chứ họ không bao giờ gọi là họ đi làm bừa, họ đi làm bất chấp để họ bỏ bê cái chuyện học hành của họ. Cái thực tế là như vậy thôi. Đó. Và tôi khẳng định là một điều là với một cái người mà học đại học ra sau 4 năm và học ở đại học ở Canada nó không hề dễ một chút nào hết, thì không có cái lý gì mà bảo rằng là học ra rồi cũng phải đi mua việc mà thôi, không được định cư đâu. Đó. Thì nếu ai mà bị tiêm nhiễm vào trong cái tư tưởng của mình rằng là học xong thì cũng đi xin việc mà thôi, thì nó sẽ gọi là cản trở cái bước đi của mình rất là nhiều ngay từ đầu luôn, chứ không cần phải nói là ở giữa gì hết. Tại vì chúng ta đang đi như vậy mà cứ nghe người này nói một cái, nghe người kia nói một cái, hoặc là chưa đi mà đã nghe người khác gọi là bàn ra rồi, thì cái chuyện đó là cái hậu quả là mình nhận và mình thấy cái hậu quả trước mắt luôn, đó là mình bị nhụt chí, mình không có quyết tâm,
và mình cứ luôn luôn nghĩ rằng là ra trường thế nào cũng phải đi mua việc, thế nào cũng phải gọi là sắp xếp việc làm may ra mới được định cư. Cái tư tưởng đó là tư tưởng gọi là chưa đánh đã thua, và luôn luôn chọn một cái cách mà dễ dàng chứ không có chọn cái cách gọi là khó khăn để mà cố gắng. Thì cái kết quả nó ra như thế nào thì các anh chị cũng cũng đã biết rất là rõ rồi. Đây là cái lời mà chia sẻ thực sự của tôi sau khi quan sát, sau khi trải nghiệm thực tế là như vậy. Đấy, và các anh chị thấy không? Tất cả những cái chương trình mà chính phủ họ đưa ra bắt đầu họ siết lại, tại vì họ thấy cái lỗ hổng này là chắc chắn thôi. Và không có tự nhiên mà các cái website của chính phủ họ lại đưa ra cái việc là chủ doanh nghiệp không được lấy tiền, những cái đơn vị gọi là tuyển dụng không được lấy tiền của người lao động, nếu mà lấy thì sẽ báo cáo cho họ, lấy thì sẽ bị phạt vân vân. Thì cái đó chính phủ họ đã biết được rằng cái lỗ hổng của những cái chương trình này nó khiến cho nhiều người họ hưởng lợi một cách gọi là không chính đáng, một cách không chính thống, và họ hưởng lợi một cách bất hợp pháp từ cái việc sắp xếp mua bán công việc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong một cái chương trình livestream khác. Nó hơi khó nghe một chút nhưng mà những cái điều tôi nói là những cái điều sự thật, và nó có thể không phù hợp cho tất cả mọi người, nhưng mà cái chung là như vậy. Có nghe hay không nghe, có tiếp nhận hay không tiếp nhận thì cái sự thật nó vẫn là như vậy, tùy các anh chị lựa chọn như thế nào mà thôi. Cái nhóm mà tôi khuyên là cái nhóm gọi là đi học chính thống rồi đi làm cũng là chính thống, chứ không phải là cái chuyện sắp xếp hay là để đạt được cái mục đích mà cuối cùng mình không hiểu được cái mục đích sâu xa nhất của mình để được định cư, để được làm gì, và mình có tự hào hay không sau cuối cùng khi mình cầm trên tay cái quốc tịch hay là cái thường trú nhân của Canada. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.